Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Truyền hình Bạc Liêu. Hôm nay thứ hai ngày 8 tháng 1 năm 2018, chương trình tối nay có những thông tin đáng chú ý sau. Tỉnh ủy Bạc Liêu hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 mở rộng. Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh, năm qua Đảng bộ chính quyền và dân quân trong tỉnh đã đoàn kết, quyết tâm thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu kế hoạch quan trọng. Kết quả trên là tiền đề quan trọng cho Đảng bộ tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2018 và cả nhiệm kỳ. Huyện đoàn Đông Hải họp mặt kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống học sinh sinh viên, 9 tháng 1 năm 1950, 9 tháng 1 năm 2018. Thời gian qua, Đảng bộ xã Ninh Thạnh Lợi A, huyện Hồng Dân đã có những cách làm hiệu quả trong thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và cải thiện cuộc sống người dân địa phương. Hàn Quốc tìm cách giảm căng thẳng với Triều Tiên. Iran hàng chục ngàn người tuần hành ủng hộ chính phủ. Thưa quý vị và các bạn, phát biểu đánh giá các mặt công tác năm 2017 tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ 15 mở rộng, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh, năm qua Đảng bộ chính quyền và dân quân trong tỉnh đã đoàn kết, quyết tâm thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu kế hoạch quan trọng. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền có những chuyển biến rõ nét trong nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng ở từng cơ sở Đảng của từng đảng viên. Kết quả trên là tiền đề quan trọng cho Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2018 và cả nhiệm kỳ. Hội nghị diễn ra sáng nay có sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trần Thanh Bình, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Tham dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo vụ địa phương 3, cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương khu vực phía Nam, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh. Tại hội nghị, đồng chí Dương Thành Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, báo cáo nhanh tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ chủ yếu năm 2018. Năm 2017, tỉnh Bạc Liêu đạt mức tăng trưởng 6,5%. Có 17 trên 20 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội được Hội đồng Nhân dân tỉnh giao đạt và vượt kế hoạch. 3 chỉ tiêu còn lại cũng gần đạt. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, nông nghiệp phát triển theo chiều sâu. Những lĩnh vực thế mạnh như tôm nuôi công nghệ cao, khai thác thủy sản, lúa chất lượng cao, có được những bước tiến quan trọng trong thực hiện các đề án, dự án mang tính động lực, trong chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất, trong hình thành các chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ. Các lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt. Đặc biệt, tỉnh đã tập trung nguồn lực đầu tư cho giáo dục và chăm lo sức khỏe cho nhân dân, chăm lo cho người nghèo, người có công. Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Công tác cải cách hành chính được tập trung thực hiện với nhiều chuyển biến rõ nét. Năm 2018, với mục tiêu đạt mức tăng trưởng 6,7-7%, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các ngành các cấp trong tỉnh phải tập trung quyết liệt cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ngay từ đầu năm. Ủy ban Nhân dân tỉnh đề ra 11 nhóm nhiệm vụ với các chỉ tiêu cụ thể trên các lĩnh vực, trọng tâm nhất là công tác xúc tiến kêu gọi đầu tư, đẩy mạnh phát triển du lịch, giáo dục, y tế chất lượng cao, tiếp tục phát triển nông nghiệp theo chiều sâu, ứng dụng công nghệ cao và phát triển mạnh công nghiệp, chú trọng công nghiệp năng lượng tái tạo. Báo cáo đánh giá các mặt công tác xây dựng Đảng chính quyền năm 2017, đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cho biết, năm qua công tác xây dựng Đảng được tăng cường, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và công tác bảo vệ pháp luật có nhiều tiến bộ. Việc triển khai thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo và từng bước được nâng cao về chất lượng. Tỉnh ủy đã tổ chức và duy trì tốt hoạt động chào cờ hàng tháng, trong đó có tổ chức tuyên dương tập thể cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong học tập và làm theo Bác, góp phần tạo sự lan tỏa gương người tốt việc tốt trong xã hội. Công tác nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở đảng được quan tâm thực hiện tốt, tính chiến đấu của cấp ủy tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên. Cũng trong chương trình làm việc hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 sáng nay, các đại biểu nghe báo cáo và thông qua kết luận của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 15 về tiếp tục phát triển kinh tế biển và vùng phía Nam quốc lộ 1A đến năm 2020 và năm 2030. Kết luận đề ra 6 nhóm giải pháp phát triển kinh tế biển và vùng phía Nam quốc lộ 1A đến năm 2020 và năm 2030 với mục tiêu thực hiện quy hoạch toàn diện đồng bộ vùng phía Nam quốc lộ 1A, phát triển mạnh các ngành kinh tế biển và ven biển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đảm bảo hiệu quả cao và phát triển bền vững.
Chỉ tiêu quan trọng được đề ra là giá trị sản xuất thủy sản toàn vùng đến năm 2020 đạt hơn 20.000 tỷ và đến năm 2025 đạt hơn 28.000 tỷ. Trong nội dung thảo luận của hội nghị, các đại biểu thảo luận, phân tích và đề ra giải pháp thực hiện các mặt công tác xây dựng đảng, chính quyền, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018 và các năm tiếp theo nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu nghị quyết Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 đã đề ra. Ba chỉ tiêu gần đạt trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2017 là cơ cấu giá trị tăng theo ngành kinh tế, số xã đạt 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới và tỷ lệ giải ngân xây dựng cơ bản thấp, được nhiều đại biểu tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân hạn chế và đưa ra giải pháp khắc phục. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Bình, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, đánh giá cao công tác điều hành của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu trong thời gian qua, nhất là việc kịp thời đưa những nghị quyết chuyên đề, kết luận lãnh đạo toàn diện, hiệu quả, khoa học, các nhiệm vụ lĩnh vực của tỉnh. Trong công tác đảng và các mặt điều hành của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thời gian tới, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng nhấn mạnh, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh cần lưu ý một số vấn đề trọng tâm như tập trung thực hiện tốt nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, 12 về xây dựng chỉnh đốn đảng và đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung nâng cao năng lực sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và mạnh dạn sáng tạo trong thay đổi tư duy lãnh đạo, tạo được những bước tiến nhảy vọt cho tỉnh trong phát triển kinh tế xã hội trên cơ sở khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh của tỉnh. Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Quang Dương nhấn mạnh, những kết quả đạt được trong năm 2017 là rất quan trọng, thể hiện tính thống nhất, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, tinh thần đoàn kết của các cấp các ngành và nhân dân trong tỉnh. Những kết quả đạt được cũng khẳng định quyết tâm cao của tỉnh ủy nhằm đẩy mạnh các mục tiêu của năm thứ hai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15. Thống nhất với phương hướng nhiệm vụ được Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đề ra trong năm 2018, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Quang Dương yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, cả hệ thống chính trị trong tỉnh cần khắc phục ngay những yếu kém tồn tại của năm 2017 nhằm tạo ra những đột phá ở từng lĩnh vực, từng địa phương, góp phần vào sự tăng trưởng nhanh, bền vững của tỉnh. Các cấp ủy chính quyền, các địa phương phải bám sát 11 chỉ tiêu quan trọng của nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 đã đề ra với kế hoạch lộ trình thực hiện cụ thể từng năm, nhất là năm 2018. Qua 2 năm thực hiện nghị quyết của đại hội nhiệm kỳ rồi, là cái dịp mà chúng ta nhìn nhận lại, chúng ta rà soát, chúng ta điều chỉnh tổng thể để xây dựng các cái kế hoạch, quy hoạch, chiến lược, nghị quyết chuyên đề trọng tâm phát triển. Nếu thấy cần thiết, báo cáo với các đồng chí không lan man dàn trải, nhưng mà nếu cần thiết, đề nghị các cấp và chúng ta tập trung về đó. Thì các đồng chí, từng đồng chí trong ban chấp hành chúng ta sẽ trên cương vị của mình, tôi đề nghị là chúng ta rà soát lại. Thứ hai ấy, là trong cái triển khai nhiệm vụ thì chúng ta bám thật sát cái 11 cái nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội 15. Tôi xin thưa các đồng chí là đã chắt chiu chúng ta xây dựng được cái nghị quyết như vậy. Chúng ta tập trung tiếp tục triển khai các cái dự án kinh tế động lực. Nghị quyết nêu rất rõ. Phát triển công nghiệp thế nào, điện gió nào, điện năng lượng thế nào, nhà máy may thế nào, các khu công nghiệp thế nào. Chúng ta có hết rồi, báo cáo với các đồng chí. Rồi phát triển du lịch thế nào. Du lịch chúng ta đưa định hướng là trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Và chúng ta cũng đưa ra một cái mục tiêu phấn đấu là trở thành trung tâm du lịch của vùng đấy, không chị? Đấy, chúng ta là khá của vùng này, du lịch là trung tâm du lịch của vùng. Đề nghị ngành phải rất chú ý để tham mưu sớm cái này. Cái thứ hai trong cái cụ thể là tôi cũng đề nghị là tất các cấp ấy, trong hệ thống chính trị của chúng ta ấy, thì các đồng chí lấy cái tư tưởng về truyền đạt cho các đồng chí là chúng ta phải đổi mới cái phương pháp tiếp cận với công việc, đặc biệt là trong cái mời gọi đầu tư, rồi trong cái quan tâm tạo điều kiện cho các nhà đầu tư thực hiện dự án thuận lợi, rồi cải cách mạnh mẽ cái môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao cái chất lượng hiệu quả thu hút ấy. Và đặc biệt là để rồi nâng cái chỉ số năng lực cạnh tranh cũng như là chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công ấy.
thì chúng ta lấy cái chỉ đạo của chính phủ là lấy người dân và doanh nghiệp là đối tượng phục vụ. Cùng với đó, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy chính quyền phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao một cách đồng bộ, sâu sát, kịp thời, quan tâm đến các vấn đề an sinh xã hội, giảm nghèo, đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, giải quyết những vấn đề bức xúc, tạo sự đồng thuận trong nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Cả hệ thống chính trị tỉnh Bạc Liêu phải tập trung thực hiện và đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện nghị quyết Trung ương 6 khóa 12, các nghị quyết số 18, 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tổ chức bộ máy chính quyền tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Sáng nay tại nhà bia ghi danh anh hùng liệt sĩ huyện, Ban tuyên giáo huyện ủy Hòa Bình đã tổ chức buổi sinh hoạt chính trị tư tưởng, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tháng 1 năm 2018. Sau phần nghi thức chào cờ đầu tuần, cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức nghe đọc bài viết xây dựng phong cách người cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Phong cách Hồ Chí Minh bao gồm một hệ thống lề lối, cung cách, cách thức, phong thái, phong độ và phẩm cách đã trở thành nề nếp trong tất cả các hoạt động, công tác, học tập, sinh hoạt, ứng xử. Phong cách Hồ Chí Minh được thể hiện trong mọi lĩnh vực cuộc sống và hoạt động của người, tạo thành một chỉnh thể nhất quán, có giá trị khoa học, đạo đức và thẩm mỹ, bao gồm phong cách tư duy, phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo, phong cách diễn đạt, phong cách ứng xử và phong cách sinh hoạt. Để thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới, nhất là việc xây dựng phong cách người cán bộ đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh, huyện ủy Hòa Bình yêu cầu mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải luôn đề cao ý thức tự giác tu dưỡng rèn luyện, thể hiện cụ thể trong suy nghĩ và thực hiện công việc hàng ngày trong quan hệ với nhân dân, đồng chí, đồng nghiệp, nhằm đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham nhũng tiêu cực, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa 12 của Đảng. Tại trường Trung học phổ thông Điền Hải, huyện Đoàn Đông Hải vừa tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống học sinh sinh viên 9 tháng 1 năm 1950, 9 tháng 1 năm 2018. Đến dự buổi lễ họp mặt có ông Nguyễn Giang Sáng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện, đại diện lãnh đạo các ban ngành đoàn thể huyện và hơn 400 em học sinh ở các trường trung học phổ thông trong huyện. Trong giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nước ta đã diễn ra nhiều cuộc đấu tranh, biểu tình của học sinh sinh viên. Theo đó, vào ngày 9 tháng 1 năm 1950, ở Sài Gòn đã diễn ra cuộc biểu tình lớn của hơn 6.000 học sinh sinh viên và giáo viên các trường học, yêu cầu Thủ tướng Trần Văn Hữu thả những học sinh sinh viên bị bắt. Thế nhưng chính phủ khi đó lại quy động lực lượng lớn cảnh sát để đàn áp phong trào biểu tình, đem giò rồng phun nước, đánh đập tàn nhẫn, bắt đi 150 người và làm trọng thương 30 người. Anh Trần Văn Ơn vì bảo vệ các học sinh nhỏ tuổi nên đã bị địch nổ súng hy sinh. Kế tục truyền thống yêu nước, trong những năm qua, học sinh sinh viên huyện Đông Hải ra sức phấn đấu tích cực trong học tập, rèn luyện và cống hiến cho sự phát triển của địa phương. Theo đó, huyện cũng đã có nhiều hoạt động hỗ trợ học sinh sinh viên. Từ năm 2014 đến nay, nhân kỷ niệm ngày truyền thống học sinh sinh viên, huyện đã trao tặng 134 suất học bổng, 2 chiếc xe đạp, 1 dàn máy vi tính, 50 chiếc áo khoác và nhiều phần quà khác cho các em học sinh sinh viên khó khăn, đồng thời lồng ghép vận động quỹ thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Đông Hải với số tiền gần 102 triệu đồng. Và tại buổi lễ họp mặt này, huyện Đoàn Đông Hải phát động gây quỹ thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Đông Hải và nhận được số tiền đóng góp gần 30 triệu đồng. Số tiền này giao cho Đoàn Trường Trung học Phổ thông Điền Hải để hỗ trợ giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn biết phấn đấu vươn lên trong học tập. Đồng thời, Hội khuyến học huyện cũng xuất kinh phí trao tặng 12 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các em học sinh có thành tích xuất sắc trong vượt khó học giỏi. Tối hôm qua, tại khuôn viên trường Trung học Phổ thông chuyên Bạc Liêu, Thành đoàn Bạc Liêu kết hợp cùng Ban giám hiệu nhà trường cũng đã tổ chức buổi lễ meeting ôn lại truyền thống 68 năm vẻ vang của học sinh sinh viên. Nhân dịp này, Thành đoàn Bạc Liêu kêu gọi thế hệ học sinh sinh viên Bạc Liêu hôm nay hãy phát huy tinh thần cách mạng quý báu của dân tộc bằng những hành động cụ thể, nhất là thi đua học tốt. Bên cạnh việc học tập, tuổi trẻ Bạc Liêu cần phải nêu gương qua các phong trào hành động, điển hình là phong trào thanh niên với an toàn giao thông, tuổi trẻ tham gia phòng chống tệ nạn ma túy và bạo lực học đường. Ngoài ôn lại truyền thống và kêu gọi thế hệ trẻ hành động, tại buổi lễ meeting còn diễn ra hội thi học sinh thanh lịch. Với thời gian thi 10 phút, các thí sinh trải qua 3 phần thi bắt buộc do ban tổ chức đặt ra, gồm trang phục, thuyết trình và xử lý tình huống. Năm 2017, Ban đại diện Hội người cao tuổi huyện Phước Long đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. Theo đó, nhiều chi hội, tổ hội, câu lạc bộ người cao tuổi được duy trì sinh hoạt theo quy định. Từ đó, chất lượng hội viên không ngừng được nâng lên. Nhiều phong trào thi đua yêu nước tuổi cao gương sáng của các cụ đạt được nhiều kết quả thiết thực.
Tiếp tục phát huy kết quả đạt được, Ban đại diện Hội người cao tuổi huyện Phước Long vừa tổ chức tổng kết công tác Hội người cao tuổi năm 2017 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Năm 2018, Ban đại diện Hội người cao tuổi huyện Phước Long tiếp tục tăng cường công tác củng cố kiện toàn bộ máy tổ chức hội, nhất là ở cơ sở, không ngừng đổi mới chất lượng hoạt động gắn với phát triển hội viên mới, tích cực vận động các loại quỹ chăm sóc người cao tuổi, phát huy vai trò người cao tuổi trong tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hòa giải ở cơ sở, tham gia góp ý xây dựng đảng chính quyền, tiếp tục thành lập câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tuổi cao gương sáng, gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể thiết thực, phù hợp với khả năng của các cụ và từng tổ chức hội. Thời gian qua, Đảng bộ xã Ninh Thạnh Lợi A, huyện Hồng Dân đã có những cách làm hiệu quả trong thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa 12, chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và cải thiện cuộc sống người dân địa phương. Xác định việc học tập và làm theo Bác là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Thời gian qua, xã Ninh Thạnh Lợi A đã đưa việc học và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị xã hội các cấp. Qua đây nhằm đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, coi trọng công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Lấy hiệu quả việc chăm lo cho người dân là thước đo hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Qua học tập làm tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thì bản thân tâm đắc là chủ ý rèn luyện về cái đạo đức, đoàn kết nội bộ, vận động bà con thực hiện tốt các chủ trương đường lối của đảng ở địa phương. Sau đó là để vận động bà con thực hiện tốt về xây dựng là nông thôn mới. Chỉ tính riêng năm 2017, các chi bộ trong đảng bộ xã Ninh Thạnh Lợi A đã có gần 250 công trình phần việc của các tập thể và cá nhân được thực hiện hoàn thành, trong đó có 218 phần việc thiết thực của cá nhân. Những công trình phần việc tập trung vào việc xây dựng hạ tầng nông thôn phục vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020. Thông qua đó cũng phục vụ đắc lực cho việc nâng cao chất lượng xã văn hóa nông thôn mới và sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng Ninh Thạnh Lợi A trở thành xã nông thôn mới theo lộ trình đề ra. Chủ đề năm nay là phòng chống cái suy thoái về cái tư tưởng chính trị đạo đức lối sống. Căn cứ theo cái chủ đề đó, chúng tôi đã xây dựng cái chủ đề riêng cho đảng bộ mà tập trung để lo cho dân, chủ yếu là tập trung lo sao là chăm lo đời sống của người dân về phát triển kinh tế, ổn định xã hội, ổn định trật tự, rồi để người dân an tâm sản xuất, đồng thời là biết lo quan tâm đến quyền lợi chính đáng của người dân. Khi người dân có những yêu cầu chính đáng thì mọi việc thì chính quyền phải giải quyết, đảng bộ phải tập trung giải quyết. Tính đến cuối năm 2017, xã Ninh Thạnh Lợi A tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4% theo tiêu chí mới, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 37 triệu đồng một năm. Xã đã thực hiện hoàn thành 17 trên 19 tiêu chí xã nông thôn mới. Đó là con số ấn tượng đối với một xã nằm ở vùng nông thôn sâu, vùng xa của tỉnh Bạc Liêu. Càng ý nghĩa hơn khi nguyên nhân căn bản của những thành tựu ấy lại bắt nguồn từ việc đảng bộ, chính quyền và nhân dân nơi đây luôn thấm nhuần phương châm hành động vì nhân dân phục vụ theo lời dạy của Bác Hồ. Cuộc đàm phán cấp cao chính thức đầu tiên sau 2 năm giữa hai miền Triều Tiên sẽ diễn ra vào ngày mai 9 tháng 1. Sáng nay, Hàn Quốc thông báo, ngoài chủ đề Bình Nhưỡng cử đoàn tham dự đại hội thể thao mùa đông Olympic Pyeongchang như kế hoạch ban đầu, hai bên sẽ còn thảo luận thêm nhiều vấn đề quan trọng khác như việc đoàn tụ gia đình ly tán và các biện pháp làm dịu căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên. Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myung-jin, đồng thời là trưởng đoàn đàm phán của Hàn Quốc, nêu rõ, về cơ bản, hai bên sẽ tập trung vào vấn đề đại hội thể thao mùa đông Olympic Pyeongchang. Trong khi thảo luận về mối quan hệ liên triều, chính phủ Hàn Quốc sẽ tìm cách nêu vấn đề tổ chức đoàn tụ cho các gia đình bị ly tán do chiến tranh, cũng như các biện pháp làm dịu tình trạng căng thẳng quân sự. Theo quan chức Hàn Quốc, sau cuộc đàm phán lần này, các bên vẫn sẽ cần phải tiếp tục tiến hành các cuộc thảo luận ở cấp chuyên viên, đồng thời khẳng định Seoul sẽ lắng nghe Bình Nhưỡng và sẽ nỗ lực để giúp Triều Tiên tham gia giải thi đấu thể thao này. Ông Cho đưa ra phát biểu trên một ngày trước khi hai miền Triều Tiên dự kiến sẽ tổ chức đàm phán về khả năng Triều Tiên tham gia Thế vận hội mùa đông Pyeongchang 2018 tổ chức tại Hàn Quốc vào tháng tới.
ông sẽ dẫn đầu một phái đoàn của chính phủ Hàn Quốc gồm 5 người. Đây là lần đầu tiên một quan chức cấp cao nhất của Bộ Thống nhất Hàn Quốc tham gia các cuộc đàm phán liên triều. Hôm qua, hàng chục ngàn người dân Iran tiếp tục tham gia vào các cuộc tuần hành trên khắp đất nước để bày tỏ sự ủng hộ đối với chính phủ. Cuộc tuần hành nhằm phản đối những cuộc biểu tình bạo loạn chống đối chính phủ nước này thời gian gần đây mà Tehran cáo buộc có sự can thiệp của các thế lực nước ngoài. Các cuộc tuần hành đã được tổ chức ở nhiều tỉnh và thành phố, kể cả ở trung tâm thành phố Saigon, miền Bắc Iran, nơi tuyết rơi dày đặc. Phát biểu trước các tín đồ Hồi giáo tại Đại học Tehran, giáo sĩ Ahmad Khatami đã kêu gọi giới chức Iran xử lý mạnh tay đối với những kẻ kích động các cuộc biểu tình chống chính phủ mới đây, đồng thời đề nghị chính quyền quan tâm hơn nữa đến những khó khăn kinh tế của người dân. Các cuộc biểu tình chống chính phủ nổ ra tại một số tỉnh và thành phố của Iran vào ngày 28 tháng 12 năm 2017 vừa qua do các vấn đề kinh tế như thất nghiệp, lạm phát, tình trạng tham nhũng. Biểu tình đã lan rộng và xảy ra bạo loạn, làm 21 người thiệt mạng và hàng trăm người bị bắt giữ. Ngày hôm qua, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố công nhận chính trị gia đối lập Omar Barbosa là chủ tịch quốc hội nước này, đồng thời bày tỏ thiện chí sẵn sàng đối thoại với người đứng đầu cơ quan lập pháp nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng đang diễn ra tại quốc gia Nam Mỹ. Phát biểu trong cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng đầu tiên của năm mới 2018, Tổng thống Maduro đã công nhận ông Barbosa đại diện cho phe đối lập ở nước này và kêu gọi đối thoại trên cơ sở tôn trọng nhằm giải quyết bất đồng. Tuyên bố của ông Maduro được đưa ra chỉ ít ngày sau khi ông Barbosa được Quốc hội bầu hôm 5 tháng 1 làm Chủ tịch Quốc hội Venezuela do phe đối lập chiếm đa số, thay cho ông Julio Borges. Phát biểu sau khi được bầu, ông Barbosa, ủy viên ban lãnh đạo đảng thời đại mới trong Liên minh bàn đoàn kết dân chủ đối lập, bày tỏ ủng hộ đối thoại với chính phủ Tổng thống Maduro. Ông Barbosa cũng tuyên bố phe đối lập hướng tới mục tiêu tổ chức tổng tuyển cử trong quá trình đối thoại, đồng thời nhấn mạnh chính phủ phải tôn trọng và tái thừa nhận quyền hợp pháp của quốc hội. Chính phủ Venezuela và phe đối lập đã khởi động đối thoại từ năm 2016. Tuy nhiên, tiến trình này đã rơi vào bế tắc và được bắt đầu nối lại từ trung tuần tháng 9 vừa qua tại Cộng hòa Dominica. Nhiều nước trên thế giới tiếp tục trải qua những ngày đầu năm mới trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Tại Mỹ, giá rét vẫn hoành hành tại miền Đông với nhiệt độ thấp kỷ lục. Tuy một số nơi được dự báo sẽ ấm dần kể từ ngày hôm nay. Tại Tây Ban Nha, mưa tuyết khiến hàng ngàn phương tiện giao thông mắc kẹt. Sau trận bão tuyết lớn kỷ lục trong nhiều thập niên khiến 22 người thiệt mạng, khu vực Đông Bắc Mỹ tiếp tục chìm trong giá lạnh. Một số khu vực tại thành phố New York ghi nhận giá lạnh âm 15,5 độ C, trong khi thành phố Boston cũng hứng chịu cái lạnh âm 19 độ C, mức nhiệt thấp kỷ lục kể từ tháng 1 năm 1896. Các nhà khí tượng dự báo việc tích tụ băng do các trận mưa tuyết từ Missouri tới Ohio và Tennessee tới Trung Đại Tây Dương sẽ tiếp tục ảnh hưởng tới hoạt động giao thông. Tuy nhiên, tại New York, nhiệt độ dự báo sẽ ấm dần kể từ ngày 8 tháng 1. Hiện thành phố này đã dỡ bỏ cảnh báo về thời tiết giá lạnh. Ngày 7 tháng 1, hàng trăm binh sĩ thuộc lực lượng cứu hộ khẩn cấp của quân đội Tây Ban Nha đã được huy động để hỗ trợ hàng ngàn phương tiện bị mắc kẹt do tuyết rơi dày, gây tắc nghẽn giao thông trên tuyến đường cao tốc AP6, nối liền thủ đô Madrid với thành phố Segovia phía Tây Bắc. Lực lượng cứu hộ khẩn cấp thuộc quân đội Tây Ban Nha cho biết đã huy động 2 đơn vị lính chuyên nghiệp cùng hơn 95 phương tiện để hỗ trợ di chuyển hơn 3.000 phương tiện bị mắc kẹt trên tuyến đường cao tốc AP6. Đến tối 7 tháng 1, tuyến đường cao tốc đã được thông thoáng, không còn phương tiện nào bị mắc kẹt. Ngoài ra, chính phủ Tây Ban Nha cũng mở cuộc điều tra xem liệu nhà thầu tuyến đường cao tốc đã thực hiện đầy đủ các giải pháp để ứng phó với một trận bão tuyết hay không. Cơ quan thời tiết Tây Ban Nha cũng đưa ra cảnh báo nguy hiểm do tuyết rơi và gió mạnh kèm theo mưa khắp 37 tỉnh trên cả nước. Phần tin thế giới vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự tối của Đài Truyền hình Bạc Liêu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Kính chào tạm biệt.